Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Văn hóa và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chuyên mục tuần này có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Môn bản đời sống có chuyên đề về xây dựng thiết chế văn hóa thể thao cơ sở, phản ánh tình trạng thiếu nhà văn hóa thôn để hội họp sinh hoạt cộng đồng và sự quan tâm đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa thể thao ở một số địa phương. Trong mục Chuyện làng quê đề cập đến mô hình hố phân loại rác công cộng, khuyến khích phân loại xử lý rác hữu cơ ở xã An Vĩ, huyện Khoái Châu. Mục Nét đẹp Xuân Nhãn là câu chuyện về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới ở xã Đa Lộc, huyện Ân Thi. Thưa quý vị, sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao giai đoạn 2021-2025, các cấp, các ngành và nhiều địa phương đã bố trí nguồn lực để xây dựng nhà văn hóa, sân chơi thể thao từ cấp thôn đến cấp xã. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn còn những tồn tại, nhiều thôn, tổ dân phố và xã phường thị trấn chưa có nhà văn hóa. Thực tế này đang đòi hỏi sự quan tâm đầu tư hơn nữa từ các địa phương trong thời gian tới. Đây là vấn đề được chúng tôi đề cập trong chuyên đề sau đây. Mở đầu là phóng sự về tình trạng thiếu nhà văn hóa thôn ở huyện Yên Mỹ. Xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ có 5 thôn, thì hiện còn 3 thôn chưa có nhà văn hóa. Đó là các thôn Khóa Nhu 1, Khóa Nhu 2 và Đông Hòa. Tất cả các cuộc hội họp, sinh hoạt cộng đồng ở 3 thôn này đều phải nhờ tại đình làng và đền trong hoàn cảnh thiếu trang âm, loa đài, bàn ghế và không có sân khấu. Do chưa có nhà văn hóa, cho nên các thôn chưa có hệ thống sân chơi thể thao cho người dân. Thiết chế văn hóa cơ sở đang rất thiếu ở địa phương này. Tất cả các cái hội họp là đều phải nhờ đình. Là hiện tại là đình bây giờ là nó đang xuống cấp. Đấy, ở trong khuôn viên ở trong đình thì không gian thì nó chật hẹp, hội họp nhiều khi nó còn hạn chế, chỉ được 20-30 người. Tương tự như tại xã Yên Hòa, tình trạng thiếu nhà văn hóa thôn cũng đang diễn ra tại xã Đồng Than. Cả xã có 3/7 thôn chưa có nhà văn hóa. Các thôn này đều là thôn lớn, có số nhân khẩu và số đảng viên đông, nên mỗi khi có cuộc họp đều thiếu chỗ ngồi, họp tạm bợ tại đình làng, chật chội, chỉ có mấy bộ bàn ghế. Tổ chức cuộc họp thì cũng tổ chức rất là đơn sơ thôi, ngồi mang tính chất là có chỗ ngồi và có điện ánh sáng để họp. Chứ còn gần như là các cơ sở vật chất khác là cũng không có. Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên, huyện Yên Mỹ đang thiếu nhiều thiết chế nhà văn hóa nhất tỉnh, khi có đến 17 thôn chưa có nhà văn hóa và 9 xã thị trấn chưa có nhà văn hóa độc lập. Các xã có nhiều thôn chưa có nhà văn hóa là Yên Hòa, Trung Hòa, Đồng Than và thị trấn Yên Mỹ. Theo tìm hiểu thì có 2 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Đó là các địa phương chưa có nguồn kinh phí và chưa bố trí được hoặc chưa chuyển đổi được mục đích sử dụng đất dành để xây dựng nhà văn hóa. Đối với xã chúng tôi thì hiện tại bây giờ thì 3/7 thôn là chưa có nhà văn hóa. 3 thôn này thì hiện tại cái vị trí nhà văn hóa thì cũ là không đảm bảo về diện tích, buộc là phải quy hoạch cái diện tích ra cái khu vực mới. Do đó thì đến tận năm 2020 thì mới phê duyệt quy hoạch. Trong cái giai đoạn là 21-26 thì chúng tôi cũng đã trình Hội đồng Nhân dân xã đưa vào danh mục đầu tư trung hạn. Khó khăn nhất để xây dựng nhà văn hóa cấp thôn là thứ nhất hiện nay là 2 thôn này thì đã quy hoạch đất để xây dựng, nhưng tuy nhiên phải giải phóng mặt bằng và đền bù đất vì quy hoạch trên cái vị trí đất trồng lúa nên do là phải chuyển đổi mục đích từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Cái thứ hai nữa là cái kinh phí để xây dựng cho nhà văn hóa cấp thôn thì cũng đang còn rất hạn hẹp và chúng tôi đang tìm cái nguồn để xây dựng cho nhà văn hóa. Người dân ở những thôn chưa có nhà văn hóa đang mong mỏi địa phương sớm có nhà văn hóa để thuận lợi trong hội họp, sinh hoạt văn hóa thể thao. Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân ở khu dân cư. Chính vì thế, trong những năm gần đây, các xã của huyện Văn Giang đã huy động được các nguồn lực để đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn và các sân tập thể thao phục vụ người dân. Xã Phùng Công vừa đầu tư 25 tỷ đồng từ nguồn kinh phí đấu giá đất giãn dân để xây mới nhà văn hóa thôn Khúc Tháp và thôn Đầu, sửa chữa nhà văn hóa thôn Bến. Đến nay, xã đã hoàn thiện hệ thống nhà văn hóa ở tất cả 5 thôn. Các nhà văn hóa đều khang trang, bên ngoài có khuôn viên, sân chơi, sân thể thao rộng rãi. Bên trong hội trường đạt chuẩn, thoáng mát, được trang bị đầy đủ bàn ghế, trang âm, loa đài và hệ thống quạt mát, điều hòa nhiệt độ, đáp ứng tốt nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa của người dân.
nhân dân họp hành rất phấn khởi, có điều hòa, quạt và điện chiếu sáng đầy đủ. Đấy, không gian thì rất thoáng rộng và nhân dân họp hành thì tập trung được đông đủ hơn. Còn khu sân chơi thì rất rộng rãi, buổi tối nhân dân ra tập thể dục và thể dục dưỡng sinh rất đông. Trong năm 2024 thì chúng tôi sẽ có kế hoạch tiếp tục là xây cái nhà mới, nhà văn hóa mới ở thôn Ngỏ và trùng tu lại cái nhà văn hóa thôn Đại để đảm bảo cái nơi sinh hoạt cộng đồng cho người dân cũng như là tập thể các cơ quan đoàn thể của thôn đấy, để tổ chức họp các hội nghị để làm sao được thuận lợi mà. Từ năm 2020 đến nay, thị trấn Văn Giang đầu tư trên 50 tỷ đồng để xây dựng đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa thể thao từ cấp thôn đến trung tâm thị trấn. Năm 2021, đưa vào sử dụng nhà văn hóa thị trấn, sức chứa hơn 400 chỗ ngồi. Năm 2023, hoàn thiện sân vận động hiện đại, cỏ nhân tạo, có khán đài. Thời điểm này, thị trấn đang xây dựng công trình nhà thi đấu thể thao đa năng, diện tích 1.000m2. Dồn những cái nguồn lực, cái thứ nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng, cái thứ hai là xây dựng những cái thiết chế văn hóa để phục vụ toàn thể nhân dân trên địa bàn thị trấn Văn Giang. Tại ba thôn và một khu phố của thị trấn Văn Giang đều có nhà văn hóa khang trang cùng với hệ thống các sân thể thao công cộng đáp ứng nhu cầu tập thể dục thể thao của người dân ở các lứa tuổi khác nhau. Người lớn thì chơi cầu lông, đánh bóng chuyển hơi tại sân nhà văn hóa, còn trẻ em có sân bóng để vui chơi, đá bóng. Cháu rất thích môn bóng đá, cháu hàng ngày cháu rất thích luyện các bạn. Cháu thấy tập bóng đá cháu rất tốt và về ăn rất khỏe. Chính quyền quan tâm, đầu tư cho thiết chế văn hóa, phục vụ người dân đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển thể thao quần chúng và các hoạt động văn hóa văn nghệ tại khu dân cư. Hiện nay, 100% số thôn, khu phố của huyện Văn Giang có nhà văn hóa đạt chuẩn. Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã đầu tư xây mới 22 nhà văn hóa xã và 75 nhà văn hóa thôn. Hiện còn 31 xã phường thị trấn chưa có nhà văn hóa, 72 thôn tổ dân phố chưa có nhà văn hóa, phải dùng chung với thiết chế khác. Chính vì vậy, để đạt được mục tiêu đến năm 2025, 100% xã phường thị trấn và thôn tổ dân phố có nhà văn hóa độc lập, thì các địa phương cần tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở. Để khắc phục tình trạng xã chưa có nhà văn hóa độc lập, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ đang xây dựng nhà văn hóa xã, sức chứa 400 chỗ ngồi. Kinh phí xây dựng là 25 tỷ đồng, trong đó tỉnh hỗ trợ 6 tỷ, còn lại là nguồn đối ứng của xã. Dự kiến giữa năm 2024, nhà văn hóa sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tập trung các nguồn lực từ cái nguồn đấu giá để xây dựng các cái nhà văn hóa xã thì cũng đang đẩy nhanh cái tiến độ từ nay đến 2024, cơ bản các cái tiêu chí về xây dựng về văn hóa là phải xong. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đang tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn. Xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu đang trong quá trình xây dựng nhà văn hóa thôn An Cảnh và sân thể thao với diện tích trên 1.000m2, kinh phí 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách xã. Trong kế hoạch từ nay đến cuối năm 2023, xã Bình Kiều tiếp tục khởi công xây dựng nhà văn hóa thôn Phú Hòa và thôn Bình Kiều để hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Khi bắt đầu được khởi công xây dựng nhà văn hóa này thì nhân dân rất đồng tình ủng hộ. Nhân dân cũng là rất là mong muốn nhà văn hóa sớm được hoàn thành. Nhân dân có cái chỗ tức là sinh hoạt cộng đồng rộng rãi. Theo số liệu của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hưng Yên, thời điểm này toàn tỉnh có 4 nhà văn hóa xã và 20 nhà văn hóa thôn đang xây dựng. Nhiều địa phương cũng đã có kế hoạch xây dựng nhà văn hóa và sân tập thể thao trong thời gian tới. Các cấp ủy đảng chính quyền ở địa phương đặc biệt quan tâm và bố trí cái nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước, cấp huyện và cấp xã, cũng như là phải tăng cường hơn nữa cái phát huy vai trò của xã hội hóa, của cộng đồng dân cư cũng như là của các tầng lớp nhân dân trong việc đóng góp cũng như là kêu gọi các nguồn lực để đầu tư xây dựng các cái thiết chế văn hóa thể thao hướng đến là đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng cao về đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới. Thưa quý vị, với mục đích khuyến khích và nâng cao nhận thức của cộng đồng về phân loại xử lý rác hữu cơ, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu đã có cách làm sáng tạo phù hợp với thực tế tại địa phương. Đó là làm các hố phân loại rác công cộng để những hộ không có vườn nhưng có nhu cầu phân loại xử lý rác. Giống như nhiều gia đình khác ở xã An Vĩ, gia đình bà Trần Thị Mơ ở thôn Thượng
không có diện tích đất để làm hố phân loại rác. Song bà Mơ vẫn thường xuyên phân loại rác hữu cơ tại nhà, rồi mang ra đổ vào hố rác hữu cơ công cộng của thôn ở gần nhà. Từ khi xã An Vĩ làm các hố phân loại rác này, gia đình bà Mơ cũng như nhiều gia đình khác đã có ý thức tự phân loại rác trước khi thải ra môi trường. Nhà tôi chật này, thế rồi là cứ được các chị em phụ nữ thì làm cho cái thùng này thì tôi cứ phân ra, tôi bón riêng, còn là rau cỏ tôi cứ đổ hàng ngày ra đây để bảo vệ môi trường cho nó sạch sẽ đó. Đầu năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Vĩ vận động nguồn kinh phí xã hội hóa để làm gần 100 hố phân loại rác công cộng ở các khu đất trống dọc hai bên đường, tạo điều kiện thuận lợi cho những hộ dân phân loại và xử lý rác hữu cơ ở khu vực gần nhà mình. Khi hố rác đầy, chi hội phụ nữ các thôn sẽ tiến hành xử lý bằng chế phẩm IMO tự làm để làm phân bón. Qua kiểm tra nắm bắt đánh giá thì là các cái chiếc hố ở các cái khu công cộng thì hoạt động duy trì rất là tốt. Đặc biệt rằng là các hộ sử dụng rất là có ý thức, không vứt bừa bãi, không đổ bừa bãi rác thải mà trước khi mang ra là phải có sự phân loại. Hiện nay, toàn xã An Vĩ có 700 hộ gia đình đăng ký thực hiện phân loại, xử lý rác hữu cơ. Bên cạnh hố phân loại rác công cộng thì nhiều gia đình có vườn rộng đã đào hố và thực hiện phân loại, xử lý rác tại nhà, góp phần giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường, qua đó giảm sức ép cho các đội thu gom rác. Hàng ngày rau như giả dụ tôi ăn rau su hào thì là vỏ rau su hào, lá rau su hào tôi vứt vào cái thùng để ủ làm phân. Còn cái giấy bóng ni lông này, các dây rác các thứ là tôi để ra một thùng. Cùng với thực hiện mô hình ngõ sạch vườn đẹp, năm có ba sạch thì các biện pháp đẩy mạnh nhân rộng việc phân loại xử lý rác hữu cơ đã làm cho môi trường sống ở xã An Vĩ ngày càng trong lành, giảm triệt để tình trạng rác thải vứt bừa bãi và ứ đọng ở khu dân cư. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, trên địa bàn xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, ngày càng có nhiều mô hình cưới trang trọng, tiết kiệm được tổ chức. Qua đó, loại bỏ dần các hủ tục lạc hậu, rườm rà, lãng phí, tốn kém tiền của, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tháng 4 vừa qua, hai vợ chồng ông Vũ Văn Huê đã tổ chức đám cưới cho con trai thứ hai. Cả hai ông bà đều là đảng viên, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của địa phương. Vì vậy trong ngày trọng đại của con trai, ông bà cũng chỉ làm 15 mâm cỗ, mời họ hàng, người thân trong gia đình. Còn lại bạn bè và hàng xóm cũng chỉ đến ăn bánh, uống trà, chung vui cùng gia đình mà thôi. Ý đảng thì rất hợp với lòng dân, mọi người rất là phấn khởi. Bởi vì là không phải lo lắng những cái việc mà trước đây mình phải đối với các cái hủ tục ngày xưa. Đấy, mà bây giờ thì là tập trung vào cái việc là lo cho các cháu. Còn gia đình bà Lê Thị Đang cũng mới tổ chức đám cưới cho con gái vào ngày 29 tháng 4 vừa qua. Mặc dù đây là lần đầu tổ chức cho con, nhưng hai vợ chồng bà Đang cũng như họ nhà trai thống nhất không tổ chức rườm rà mà chỉ gói gọn là 15 mâm cỗ trong gia đình. Còn lại khách đến chúc mừng cũng chỉ mời trà nước, bánh kẹo. Bởi theo ông bà, quan trọng là hai con luôn hạnh phúc, chứ không phải cứ mâm cao cỗ đầy tổ chức rình ra mới hay. Vì vậy, hai con sau khi nào lập gia đình, ông bà cũng sẽ vẫn tổ chức tiết kiệm như thế này. Cả hai họ nhà trai nhà gái là thống nhất nhau như thế. Nhà trai vào nhà gái không ăn cỗ mà nhà gái nhà trai không ăn cỗ. Ảnh thế, các con nhà tôi cũng bảo giờ chỉ chụp ba cái bức ảnh là để ở bên nhà chồng một, nhà mới nhà đẻ nhà mình một bức, mới để ở trên phòng các cháu lại họ một bức. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nhiều cán bộ đảng viên trên địa bàn xã Đa Lộc đã nghiêm túc thực hiện việc tổ chức đám cưới tiết kiệm văn minh theo đúng tinh thần của chỉ thị số 11. Vì thế, việc tổ chức đám cưới tại địa phương đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Cơ bản là nhân dân là rất là đồng tình, ủng hộ, có khoảng từ 75 đến 80% là số hộ gia đình thực hiện cái việc là tiết kiệm và trong cái việc cưới hỏi hủ tục lạc hậu cũng từng bước được đẩy lùi. Kế hoạch của chúng tôi trong cái thời gian tới thì cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cái công tác tuyên truyền tới tất cả quần chúng nhân dân trong địa bàn xã để phấn đấu làm sao 100% các hộ gia đình khi mà có việc cưới hỏi là sẽ thực hiện tốt cái nếp sống văn minh. Việc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư. Những hình vừa rồi đã khép lại chuyên mục văn hóa và đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.